Trước hết, thay mặt cho tổ cùng kê, đối tác tham gia dự án cùng với CIAT, tôi xin chân thành cảm ơn CIAT đã phối hợp cùng với tổng cục thống kê thực hiện cái dự án nghiên cứu về luồng thực phẩm tại các chợ truyền thống tại Hà Nội. Trong những năm gần đây, với sự phát triển mạnh của các loại hình mua bán hàng hóa theo xu hướng hiện đại như là siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích hay là mua bán trực tuyến, thì mua bán thực phẩm tại các chợ truyền thống vẫn là ưu tiên của phần lớn người dân tại các đô thị lớn tại Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng. Cái việc này là do cái thói quen và do cái tính tiện ích của thực phẩm tươi sống, không gian mua bán gần gũi với người dân, và không chỉ ở Việt Nam, ngay tại các nước có nền kinh tế phát triển trong khu vực như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, người dân cũng thích mua sắm thực phẩm ở các chợ truyền thống hơn so với các kênh mua bán khác. Có một số nghiên cứu đã ước lượng cái số lượng hàng hóa trao đổi ở các chợ truyền thống chiếm khoảng 70% tổng cái lượng giao dịch về lương thực, thực phẩm của Hà Nội, và tại các đô thị khác ở Việt Nam thì cái tỷ lệ này thậm chí còn cao hơn. Hiện nay người tiêu dùng đặc biệt quan tâm về cái vệ sinh thực phẩm đối với các thực phẩm tiêu dùng hàng ngày, như là thực phẩm có cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật hay là hóa chất sử dụng để làm tươi thực phẩm, rồi là thực phẩm không rõ nguồn gốc đã gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Công tác kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ quan chức năng cũng còn nhiều hạn chế, bất cập trong việc kiểm tra để phục vụ phát hiện kiểm soát chất lượng thực phẩm từ sản xuất đến người tiêu dùng. Cái dự án nghiên cứu về nguồn thực phẩm tại các chợ truyền thống sử dụng hệ thống WiFi nhằm truy xuất nguồn gốc thực phẩm tại các chợ truyền thống là một dự án đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam. Kết quả của dự án này là cái nguồn thông tin hết sức quan trọng, phục vụ cơ quan quản lý nắm rõ hơn về thói quen mua sắm của người dân, cung cấp thông tin về kênh cung cấp thực phẩm chủ yếu tại các chợ truyền thống, bao gồm cả cái chợ bán buôn và chợ bán lẻ, nhằm giúp cho các nhà hoạch định chính sách có các giải pháp tăng cường công tác kiểm soát về vệ sinh an toàn thực phẩm, hoạch định các cái vùng sản xuất an toàn phục vụ trong nhu cầu của người dân và kiểm soát được các cái phương tiện lưu thông nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm cũng như là an toàn giao thông.